Tại sao quan hệ vợ chồng khi lên đỉnh lại co giật? Khi lên đỉnh và đạt được cực khoái ở cả phụ nữ và đàn ông đều có những biểu hiện khác nhau như tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, vã mồ hôi nhiều, người co giật và phát ra những tiếng rên rỉ. Thậm chí có người còn xảy ra những hiện tượng co cứng toàn thân. Tại sao chúng ta lại có những biểu hiện này? Co giật khi lên đỉnh có nguy hiểm hay không? Hãy theo dõi hết video này, tôi sẽ giải thích chi tiết về vấn đề này. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trần Thành, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và yêu giới tính. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Hãy theo dõi kênh fanpage YouTube của bác sĩ Trần Thành để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe và sinh lý nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao khi lên đỉnh chúng ta lại co giật thưa các bạn. Thì khi quan hệ tình dục có rất nhiều loại hormone được giải phóng, trong đó có hai loại hormone, đó là hormone oxytocin và endorphin, được tiết ra và làm luân chuyển khắp cơ thể, khiến chúng ta có hiện tượng hưng phấn toàn thân là điều rất bình thường. Khi đạt trạng thái cực khoái thì máu dồn về rất nhanh ở cơ quan thuộc hệ sinh dục, ngực, bụng, tử cung co giật co thắt mạnh để hút tinh dịch vào trong, núm vú sát lại. Sự tăng lên của trương lực cơ mạnh mẽ tạo nên sự co giật nhẹ hay mạnh khác nhau tùy vào cơ địa của mỗi người. Vùng kín co bóp mạnh và đều đặn, đôi khi xảy ra những hiện tượng vùng kín co giật hay âm đạo co giật, và biểu hiện đỉnh hình là vùng kín giật giật và biểu hiện đỉnh điểm là vùng kín giật giật. Vì vậy lên đỉnh thường kèm theo các cơn co giật, đàn ông sẽ xuất tinh và co giật mạnh, âm đạo người phụ nữ cũng sẽ co giật và co thắt lại. Ở nhiều người khi có sự kích thích của các loại hormone, sự trương lực cơ còn xảy ra ở cơ bụng, cơ lưng, cơ toàn thân, làm cho vùng bụng cũng trở nên co giật nhẹ và có khi lại co giật rất là mạnh. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp chân tay co cóp lại, toàn thân co giật, tuy nhiên tỷ lệ co giật sau khi quan hệ như vậy là không cao thật các bạn. Vậy tình trạng co giật khi lên đỉnh có nguy hiểm hay không? Trong đa số các trường hợp, nhất là những trường hợp quan hệ tình dục lần đầu, khi thấy đối tác của mình lên cơn co giật, khi lên đỉnh thì cuống cuồng và lo sợ, lúng túng không biết nên xử lý như thế nào. Tuy nhiên, nó chỉ xảy ra trong ít giây khi đạt khoái cảm và cực đỉnh. Sau đó, đối tác sẽ trở về trạng thái bình thường, hoàn toàn không gây nguy hiểm. Việc cần làm là cần bình tĩnh, chờ đợi ít giây, không cần xấu hổ cũng không cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình, nhất là đối với những người phụ nữ, bởi vì đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và phổ biến. Phụ nữ đạt cực khoái trong quan hệ tình dục là một điều đáng mừng. Đó là một tín hiệu tốt trong quan hệ vợ chồng, quyết định đến 50% hạnh phúc của các cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, nếu lạm dụng cực khoái thường xuyên, quan hệ tình dục quá độ sẽ khiến sức khỏe sa sút, tinh thần mệt mỏi và kiệt quệ cho các bạn. Nên đỉnh gây co giật quá nhiều lần cũng sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến các nhóm cơ trong cơ thể. Có trường hợp sau khi lên đỉnh bị đau bút lưng cũng là hiện tượng co rút cơ này. Do vậy, cần điều tiết quan hệ tình dục điều độ để đảm bảo sức khỏe cũng như chất lượng của mỗi cuộc giao vang các bạn nhé. Tóm lại, co giật khi lên đỉnh là một hiện tượng hoàn toàn bình thường, bởi vì khi đạt cực khoái, đây là tín hiệu vui và tích cực nếu việc quan hệ diễn ra tần suất phù hợp với độ tuổi và sức khỏe của mỗi người, nên biết tận dụng đúng nó sẽ làm đời sống tình dục trở nên thăng hoa. Như đã chia sẻ ở trên, không phải phụ nữ nào cũng đạt được khoái cảm khi lâm trận, thậm chí nhiều người còn phàn nàn họ chưa từng được cảm giác sung sướng kể từ khi biết làm chuyện ấy. Việc không thể lên đỉnh khiến đời sống sinh hoạt vợ chồng trở nên tẻ nhạt, buồn chán, chuyện tranh gối lạnh nhạt, vì chuyện ấy chẳng vui như mong đợi, ham muốn từ đó cũng bị suy giảm theo. Để cải thiện tình trạng này cần phải có sự nỗ lực từ hai phía từ các bạn. Về phía chồng thì thường hay gặp phải những tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn. Người vợ thì có sự khô hạn, mất cân bằng nội tiết tố, suy giảm ham muốn. Đây cũng là những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng của yêu, làm giảm ham muốn khoái cảm và cần phải khắc phục ngay trước khi nó ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn trở nên trầm trọng hơn. Các bạn có muốn giữ gìn hạnh phúc và lòng tự tôn của mình không? Nếu có, hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi và đội ngũ y bác sĩ giúp các anh em tìm lại bản lĩnh khỏe mạnh, giúp anh chị em tăng sinh lý, hết khô hạn, cân bằng nội tiết và có cuộc sống hôn nhân, gia đình bền vững. Hãy để lại bình luận và comment tình trạng của bạn. Hãy chia sẻ video này tới ai đó cần nếu bạn muốn tốt cho họ. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe.
Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.